quý vị và các bạn, vào lúc này thì mưa lớn vẫn liên tục đổ xuống tại Mông Dương, Cẩm Phả, khiến cho nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra. Hàng trăm hộ dân đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Vào sáng ngày hôm nay, rất nhiều lực lượng đã được huy động để gia cố lại khu vực đập. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự VTC tại điểm được xem là đang ở trong trạng thái nguy hiểm cấp bách nhất trong ngày hôm nay. Đây là lần thứ hai dòng nước lũ này chảy qua khu vực đập H8. Khi mà đập H8 này trong đêm qua đã xảy ra một sự cố, đó là các cái bình đai đã bị vỡ và nước lũ ở trên bãi thải Đông Cao Sơn đã đổ về. Và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các hộ dân phía dưới. Sự cố sạt lở thuộc khu vực đập H8, điểm chốt chặn cuối cùng giữa bãi thải than Đông Cao Sơn và hàng trăm hộ dân ở phường Mông Dương và Cửa Ông. Hàng nghìn nhân khẩu đang phải đối mặt với hàng tấn mét khối bùn đất được đặt trên đầu mình. Mặc dù đập đã được gia cố trong 3 ngày trở lại đây, nhưng trận mưa đêm qua đã khiến mọi công sức trước đó bị trôi theo dòng nước lũ. Tôi thấy vào giờ khoảng 4 giờ 20 phút thì tôi thấy nó bị lứt và xé các cái mảnh bê tông chắn. Thì lúc đấy là tôi thấy xé một số chỗ ở cái chỗ đầu đường bê tông phía bên kia. Ở ngay đây cũng có một cái vết lứt nó xé từ tận bên trong này. Không chỉ gia cố tại khu vực đập mà đơn vị thi công còn tiến hành cho thay đổi dòng chảy để hạn chế tác động của nước tới khu vực đập đang được gia cố trở lại, cùng nhiều các biện pháp để giữ cho đập được an toàn tuyệt đối. Trong thời gian vừa qua, để đảm bảo cái việc mà nước hạn chế tối đa cho xuống cái khu vực đập H8 này, thì chúng tôi đã phân dòng chảy cho chảy vào các ngon khai thác của các công ty than Lộ Thiên, và chúng tôi chấp nhận là sau này sẽ bơm nước và thoát nước sau khi thời tiết tốt trở lại để tránh cái nước hạn chế tối đa nước chảy xuống khu dân cư. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng hơn 300 hộ dân ở hai phường Cửa Ông và Mông Dương phải di dời trước nguy cơ vỡ đập. Với 94 hộ dân đã bị chìm trong bùn trước đó làm bài học, nhiều gia đình ở phía xa khu vực đập hơn, dù chưa bị ảnh hưởng, cũng đã thực hiện di dời. Ngoài ra, khu vực trạm điện 110 kV, nơi cung cấp điện cho cả thành phố Cẩm Phả, cũng được đắp thêm bờ bao, đề phòng lũ tràn vào. Với tính chất cấp bách của sự việc, quân chủng hải quân cũng cử hơn 30 chiến sĩ cùng với 2 xe chuyên dụng xuống để giúp đỡ nhân dân. Công tác ứng phó diễn ra với tốc độ khẩn trương trước nguy cơ vỡ đập tiềm ẩn khi mưa lớn vẫn tiếp tục trong thời gian tới. Cho đến ngày hôm nay đã gần một tuần kể từ khi xảy ra đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh. 18 người bị thiệt mạng, hàng nghìn người dân bị thiệt hại nặng nề. Phải chứng kiến cảnh tài sản bao năm tích cóp bị cuốn theo dòng nước lũ, nhiều người dân đã không khỏi xót xa. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC ngay trong ngày hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hình ảnh đầu tiên phóng viên ghi lại được khi đến khu 5, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Bà Phạm Thị Thắm vẫn nhớ như in giây phút cận kề với cái chết khi lũ ập về dữ dội. Bây giờ chúng tôi phải cần kia, còn chỉ có mỗi cái thuyền bé thôi, con tôi, hai đứa con dâu, con gái đứng ở trên kia khóc lăn lộn là mẹ nước đã đến đây tôi rồi, đến đây tôi rồi. Mà bây giờ tôi không, tôi bảo chồng tôi là cố ông bơi đi, ông ấy cũng đến đây rồi, ông bảo bơi đi. Thế nhưng mà là chồng tôi sợ rồi là để vợ lại chết thì chồng tôi không đi, cuối cùng là ông ấy phải dám mắt rồi ông đi rồi. Thật khó để tìm được những đồ vật còn nguyên vẹn trong ngôi nhà này. Nước tất đến đâu, lũ lại về đến đó. Giờ họ không còn muốn dọn dẹp khi những thông tin dự báo mưa lũ vẫn còn tiếp diễn. Đây cũng là tình cảnh chung của hàng chục hộ dân phường Cao Thắng. Thậm chí nhiều nơi nước còn chưa rút hết. Mất hết giấy tờ, ông Nguyễn Văn Biệt giờ không biết sẽ ra sao. Toàn bộ tài sản gia đình bây giờ là mất hết. Giấy tờ và đủ tạng tất cả các thứ là nó đi hết rồi. Bay hết, không tìm thấy đâu nữa rồi. Lồi lưu song chảo, gia đình không còn cái gì nấu ăn. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, hàng chục hộ dân ở phường Cao Thắng vẫn đang phải chịu cảnh ngập lụt nặng. Nhiều đoạn đường nước ngập sâu kéo dài hàng trăm mét, khiến việc đi lại khó khăn, nguy hiểm, nhiều đoạn gần như bị chia cắt.
Còn phía trong những ngôi nhà thì sao? Vâng, thưa quý vị và bạn, đó là những hình ảnh hết sức là tang hoang. Nước cũng đã ngập hết vào phía trong này. Đi sâu vào trong các phòng thì chúng ta mới thấy hết được sự dữ dội của cái dòng mưa lũ này. Toàn bộ đồ dùng, giường tủ trong nhà đều bị đánh sập hoàn toàn. Thậm chí cả bức tường nhà này cũng đã bị nứt toác. Còn tại phường Mông Dương và Cẩm Phả, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu. Bà Phạm Thị Loan đã mất trắng nhà cửa và đồ đạc. Thậm chí bà còn chỉ mỗi bộ quần áo đang mặc trên người. Sau trận mưa lũ này thì chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước nên quan tâm đến chúng tôi màn trời chiếu đất như này, là do chị em chúng tôi được nhanh chóng được về nhà mới, hoặc là chuyển di rời chúng tôi đi đâu đấy để cho chúng tôi được yên tâm công tác. Nhà cửa tang hoang, đồ đạc hư hỏng nặng. Người phụ nữ này sắp đến ngày sinh con nhưng cũng chưa biết sắp tới sẽ ở đâu. Không nói gì là các anh các chị cũng biết là đây bụng mang dạ chửa tới đây còn không biết là đẻ đái chỗ nào. Đấy, xin mong làm sao được là các cấp chính quyền địa phương và toàn đoàn thể các ban ngành công ty là hết sức phải nỗ lực và phải giúp đỡ chúng tôi. Hàng chục năm qua, thành phố Hạ Long cũng như tỉnh Quảng Ninh mới phải đối mặt với một trận lũ lịch sử lớn đến như vậy, nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Người dân thì loay hoay không biết phải thu dọn từ chỗ nào. Sớm khắc phục cái hậu quả, thứ nhất ấy, là phải tập trung hỗ trợ giúp đỡ bà con mai táng những người đã chết này, cứu chữa những người bị thương này. Thứ hai là giúp dân, đặc biệt là người bị sập đổ nhà đấy, nhanh chóng ổn định lại cái đời sống, rồi là không để cho những người dân mà bị lạn đấy, bị đói và bị thiếu nước uống, cơm ăn, nước uống. Những gói hàng cứu trợ vào thời điểm này dù chưa nhiều nhưng phần nào làm vơi bớt đi khó khăn cho người dân vùng thiên tai. Những ngôi nhà đã bắt đầu ấm dần sau trận lũ dữ, nhưng chưa biết bao giờ cuộc sống mới trở lại bình thường. Những giọt nước mắt, những ngôi nhà tan hoang, những đồ đạc đắt tiền chìm trong mưa lũ có lẽ một phần nào đã nói lên được tình cảnh của người dân Quảng Ninh vào lúc này. Trước hậu quả nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Quảng Ninh thì Bộ Y tế vừa có công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế Quảng Ninh cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là với các bệnh truyền nhiễm. Công điện khuyến cáo người dân cần thực hiện ăn chín, uống chín, đảm bảo an toàn thực phẩm, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Thực hiện thay rửa bể nước, giếng nước và dụng cụ chứa nước và khử trùng nước bằng các hóa chất như là chloramin B hoặc là viên Aquataps. Nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đấy. Cần chú ý các dịch truyền nhiễm như là tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nước ăn chân, cảm cúm. Đặc biệt cần đề phòng dịch tả, lị, thương hàn. Các cơ sở y tế đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho người bệnh. Vâng, đã có những khuyến cáo về y tế được đưa ra. Tuy nhiên, nếu như chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của những người dân Quảng Ninh vào lúc này thì cũng có thể thấy rằng những khuyến cáo đó tuy rất rõ ràng nhưng cũng rất là khó thực hiện và nguy cơ dịch bệnh là cũng luôn hiện hữu. Trong một diễn biến khác, vào chiều ngày hôm nay thì tàu Hải quân đã đón khoảng 200 khách từ đảo Cô Tô về đất liền trong điều kiện trời mưa rất to. Có một vấn đề đặt ra là tại sao Quảng Ninh lại chịu thiệt hại nặng nề đến như vậy trong đợt mưa lũ lần này? Mưa như chút nước dồn dập và liên tục trong nhiều ngày được cho là nguyên nhân chính khiến gây ra những hậu quả nặng nề chưa từng thấy. Nhưng bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng đặc điểm địa hình, địa mạo cũng như sự chủ quan của con người cũng là lý do gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại đây. Phân tích của các chuyên gia ngay sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Liên quan đến hiện tượng sạt lở, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Phương, Phó Chủ tịch Hội Địa chất và Môi trường Việt Nam, khi lượng mưa lớn trút xuống sẽ làm bờ dốc của đồi, núi không còn ổn định. Trong khi đó, đặc điểm của tầng đất đá phía trên, tức là tầng phong hóa của đồi núi Quảng Ninh lại khá phức tạp. Đặc điểm là có những chỗ nó phong hóa, nó không dày, có những phong hóa mỏng, không đồng đều. Đấy. Có những chỗ thì nó còn lẫn thành đất hoàn toàn, có những chỗ thì nó lẫn răm sạn đá mồ côi. Đấy, chính cái điều đó là nó sẽ tập trung nước vào những cái chỗ mà có cái khả năng thuận lợi nó về mặt địa hình. Nó gây ra những cái dòng thấm từ trong khối đất đá ra, gọi là áp lực thủy động. Đấy, cùng với lại cái chiều cao mực nước dâng lên là áp lực thủy tĩnh. Áp lực thủy động và thủy tĩnh cũng tăng đột ngột. Đấy, thì nó gây ra là cái lực đẩy xô đẩy khối đất đá từ trong sườn dốc ra bên ngoài chân dốc, cho nên nó gây hiện tượng trượt.
Bên cạnh đặc điểm về địa hình, thì theo chuyên gia, địa mạo, tức là thảm phủ thực vật, vùng đồi núi của Quảng Ninh có nhiều bất lợi. Thảm phủ thực vật mỏng khiến quá trình bão hòa lớp đất đá trên bề mặt xảy ra rất nhanh. Ngoài ra, con người vừa là nạn nhân và cũng là tác nhân khiến hiện tượng sạt lở xảy ra nghiêm trọng hơn. Hậu quả của nó còn nặng nề hơn bởi vì do công tác xây dựng nhà cửa của nhân dân ở dưới chân sườn đồi là nó không theo đúng cái quy hoạch và không có cái quy trình công nghệ nhất định. Đi nhiều nơi thì dân mở rộng các cái diện tích để xây dựng thì cứ vào chân dốc là cắt một cái góc dốc nó như này. Nhưng mà cái góc dốc ổn định bình thường của đất đá thì nó phải thoải này. Thế người dân cắt góc dốc này cho nên là nó trượt cho nó không những chỉ trượt không mà nó còn đẩy vào nhà dân cho nên gây ra tai nạn. Còn liên quan đến hiện tượng ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khiến hàng nghìn hộ dân hiện tại vẫn chìm trong nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tân Văn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, cho rằng còn nguyên nhân khác. Phát triển cơ sở tầng thì những cái bê tông hóa các đô thị cũng là một cái yếu tố nó làm cho nước nó không còn ngấm được xuống dưới đất nữa. Rồi là các cái bãi chứa than hoặc là bãi thải do khai thác than. Chúng ta không chú ý, chúng ta không đề phòng những cái trường hợp mưa lớn như này thì khi mà mưa lớn xuống thì nó sạt lở, nó làm trôi đất, trôi bùn đá, nó làm ách tắc các cái đường thoát tự nhiên của nước. Các chuyên gia cũng khẳng định Quảng Ninh chưa phải là địa phương có nguy cơ sạt lở đất cao so với vùng núi Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên. Tuy nhiên, sự quy hoạch thiếu hợp lý mới là nguyên nhân khiến địa phương này hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên tai. Có một điều rất đáng lo lắng đó là vào đêm nay và ngày mai,